Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Zone. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề là những tính năng ở trên iPhone 14 Pro mà các bạn nên cài đặt để nâng cao trải nghiệm của người dùng. Vậy thì không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng ta hãy bắt đầu ngay thôi nào. iOS 16 thì đã thêm một tùy chọn phản hồi xúc giác mới cho bàn phím của iPhone và nó có thể tạo ra một rung động nhẹ sau mỗi phím mà các bạn nhấn trong khi mà nhập dữ liệu hoặc là đánh máy vân vân. Nó sẽ cung cấp cái xác nhận vật lý rằng bàn phím nó đã được gõ. Và để mà bật cái này lên thì các bạn hãy vào phần cài đặt, bấm vào âm thanh và cảm ứng. Sau đó thì lướt xuống và chọn cái phản hồi bàn phím và bật cái cảm ứng này lên. Và sau khi mà bật cái cảm ứng lên thì mỗi khi mà các bạn nhấn phím thì nó sẽ rung nhẹ một chút để xác nhận là cái phím đấy đã được gõ. Và tiếp theo là một cái tính năng mà có thể nhiều bạn đã biết, đó chính là tính năng hiển thị phần trăm pin, thay vì các bạn phải vuốt xuống từ cái trung tâm điều khiển để xem phần trăm pin ở đây. Thì dành cho những bạn chưa biết thì các bạn có thể bật tính năng này bằng cách là lướt xuống vào cài đặt và chọn cái pin. Sau đó bật chế độ phần trăm pin này lên. Thì khi đó pin sẽ hiển thị ở đây thay vì các bạn phải vuốt xuống để mà xem con số chính xác là bao nhiêu. Trước đây khi mà các bạn muốn gửi tin nhắn với Siri thì Siri thường sẽ yêu cầu các bạn xác nhận trước khi gửi tin nhắn cho ai đó. Nhưng mà trên iOS 16 thì có một tùy chọn mới để cho các bạn có thể bỏ qua bước xác nhận. Và để bật tính năng này thì các bạn hãy vào cài đặt, sau đó chọn Siri và tìm kiếm. Và bấm vào cái tự động gửi tin nhắn này, sau đó bật cái tính năng tự động gửi tin nhắn này lên. Và khi mà tính năng này được bật thì từ nay các bạn sẽ có thể gửi tin nhắn cho người khác với Siri mà không cần phải xác nhận trước nữa. Và với iOS 16 thì các bạn có thể nói "Hey Siri, hang up" trong khi gọi điện thoại để kết thúc cuộc gọi. There's nobody calling right now. Khi mà nói câu đấy thì các bạn có thể kết thúc ngay cuộc gọi mà không cần phải nhấn cái nút kết thúc ở trên màn hình. Và nhưng mà các bạn cần lưu ý rằng là lệnh này, khi mà các bạn nói lệnh này thì cái người đang trong cuộc gọi đấy cũng có thể nghe được. Và để sử dụng tính năng này thì các bạn hãy truy cập vào cài đặt, chọn Siri và tìm kiếm. Sau đó bấm vào cái gác máy cuộc gọi này và bật cái tính năng gác máy cuộc gọi lên. Và một tính năng nữa cũng rất là hữu ích ở trên iPhone, đó chính là các bạn có thể xem mật khẩu của mạng Wi-Fi mà các bạn đã kết nối trước đó ở trên iOS 16. Ở trong ứng dụng cài đặt thì các bạn hãy bấm vào Wi-Fi, bấm vào cái mạng Wi-Fi mà các bạn muốn xem mật khẩu và sau đó bấm vào mật khẩu. Sau đó thì nó sẽ hiện lên cái mật khẩu ở đây và các bạn có thể sao chép nó để gửi cho người khác hoặc là để mà đăng nhập vào một thiết bị khác. Và một thông tin đặc biệt mà mình muốn gửi đến cho các bạn là từ ngày 16 tháng 12 đến 31 tháng 1, bất kỳ khách hàng nào khi mà mua iPhone tại Top Zone thì sẽ được tặng gói bảo hành mở rộng 12 tháng hoặc là bảo hành rơi vỡ 6 tháng trị giá đến 2 triệu đồng, một điều khuyến mãi vô cùng hấp dẫn trong dịp mua sắm cuối năm này. Cho nên là các bạn hãy nhanh chân đến với Top Zone để có cơ hội được hưởng những ưu đãi này nhé. Và đó là tất cả những cài đặt hay ho trên iPhone 14 Pro mà các bạn có thể thử để nâng cao trải nghiệm của mình khi sử dụng máy. Và nếu thích video này thì các bạn hãy like và share để ủng hộ cho kênh YouTube của Top Zone. Đừng quên nhấn subscribe và nút chuông phía bên cạnh để không bỏ lỡ video này trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Đây là Top Zone và mình là Lilis. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.